Cảm động, chú chó đẩy xe lăn đưa chủ nhân tàn tật đi làm hàng ngày. Cư dân mạng chia sẻ với nhau câu chuyện xúc động về một chú chó hàng ngày giúp chủ nhân tàn tật của mình đi làm. Các cư dân thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã quá quen thuộc với hình ảnh một chú chó hàng ngày đẩy xe lăn cho chủ nhân bị tàn tật đi làm. Hình ảnh này đã làm lay động biết bao con tim của cư dân thành phố cũng như các cư dân mạng nước này. Không ai biết chú chó này tên là gì, chỉ biết nó đã được 2 năm tuổi. Chủ nhân của chú là một ông lão sữa dày họ Mã, nghèo khó và tàn tật. Những cư dân sống cạnh đó chia sẻ rằng nó rất thông minh, hiểu được tính người, trời lạnh còn biết giúp ủ ấm chân cho chủ nhân. Hằng ngày thường thấy chú đẩy xe lăn cho ông Mã ra sạp sữa dày. Cuộc sống của hai người rất khó khăn và vất vả, nhưng chú rất trung thành. Không những không bỏ đi, lại còn biết chăm sóc chủ nhân của mình nữa. Theo như ông Mã, chủ nhân của chú chó cho biết, chú rất thông minh, hiểu được hoàn cảnh của hai người. Do nghèo khó nên hàng ngày ông không có tiền mua thức ăn, đến ngay cả ông cũng cầm cự được bữa nào hay bữa đấy, cho nên chú thường phải tự đi kiếm ăn. Người dân sống cạnh đây đều biết được hoàn cảnh của hai người nên thường xuyên giúp đỡ họ. Các cửa hàng mỗi lần thấy chú chó đến là lại lấy cơm thừa cho ăn, cứ như vậy hai người cùng nhau sống qua ngày. Mỗi lần sạp sữa dày có khách, chú thường nằm im một chỗ xem ông chủ của mình làm việc. Khi thấy chủ nhân của mình làm xong lại quấn quýt lấy ông. Cả hai đã làm bạn với nhau đã được 2 năm trời. Có nhiều người đến sửa giày thấy chú thông minh hỏi mua lại nhưng ông luôn từ chối. Ông chia sẻ, bất kỳ giá nào cũng không thể mua được người bạn trung thành của tôi. Ngay sau khi câu chuyện được truyền thông biết tới, các cư dân mạng nước này ồ ạt chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều người cảm động trước sự trung thành của chú chó, đồng thời còn kêu gọi mọi người ủng hộ giúp đỡ cho hai người. Chú chó bị kẹt đầu trong ống cống, may mắn được người tốt bụng cứu thoát. Một đoạn phim ngắn về chú chó bị kẹt đầu ở bên ngoài đường cống ngầm, trong khi toàn thân ở phía trong được những người dân tốt bụng giải cứu gây sốt cộng đồng mạng. Đoạn phim được xác định là quay tại Peru, khi một nhóm cư dân địa phương thấy tình trạng trớ trêu của chú chó, họ đã quyết định giúp đỡ nó. Một người mang nước tới cho nó uống, và sau đó họ đào và khoan cẩn thận một cái lỗ xung quanh chỗ đầu mắc kẹt của con chó. Người bạn nhỏ bình tĩnh chờ đợi những người tốt bụng giải cứu. Mọi người đặt cho nó cái tên là Nicky và để nó tự do sau khi giải cứu thành công mà không khiến con chó bị bất kỳ thương tổn nào. Người đàn ông giải cứu con chó tội nghiệp đang mang thai bị chôn sống. Con chó mang thai được một người đàn ông tốt bụng giải cứu sau 2 ngày bị chôn sống dưới vỉa hè ở Nga. Vụ việc gây chấn động này xảy ra phía trước một ngôi nhà ở thành phố Voronezh, Nga. Trước đó 2 tuần, người dân phát hiện ở phần vỉa hè trước nhà bị sụt thành hố và gọi cho công nhân làm đường đến lấp. 2 ngày sau, gia đình của anh Vadim Rustam bất ngờ nghe thấy tiếng chó sủa phát ra từ bên dưới lớp gạch vỉa hè mới lát. Họ đã gọi điện cho sở nhà đất thành phố để yêu cầu giúp đỡ. Tuy nhiên, cơ quan này trả lời rằng họ không thể làm gì được. Rustam quyết định tự mình cứu lấy con chó. Bất chấp vỉa hè mới được lát lại, anh dùng tay cày những viên gạch lên và đào lớp cát bên dưới. Con chó cuối cùng cũng được giải cứu. Điều ngạc nhiên là nó vẫn khỏe dù đã bị chôn dưới đất suốt 2 ngày liền trong đói khát. Không ai biết tại sao con chó lại rơi vào tình huống trớ trêu này và liệu có phải nó bị ai đó cố tình chôn sống hay không. Nhưng nó và đàn con sắp chào đời đã thoát chết nhờ hành động nghĩa hiệp của Rustam. Con chó được cho là bị lạc và đã được chuyển tới một nhóm cứu trợ động vật. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.